Tại vì cái gì mà nó còn là thông tin và kiến thức là nó vô dụng. Cái gì mà nó được internalize, bản thân mình thấm và bản thân mình ứng dụng được thì nó mới thành kiến thức của bạn. Còn nếu không là nó vô dụng. Thật là khủng khiếp. Chúng ta đã ngồi và nghe bao nhiêu năm nay hàng tấn những thứ information, thông tin đập vô trong đầu mình. Và nhiều khi mình trầm cảm vì nó nhiều thông tin quá. Hiện nay các bạn tất cả đều overload. Vì các bạn coi Facebook, các bạn coi Instagram, các bạn coi Internet, rồi Netflix, rồi ôi trời ơi, coi quá nhiều nguồn, quá nhiều thông tin. Và hậu quả là chúng ta quá hoang mang vì không biết phải tin vào đâu. Vì đó chỉ là thông tin. Cho đến khi nào mà nó trở thành một cái kiến thức mà bạn có thể ứng dụng được vào chính cái đời sống thực tế của mình, trong hoàn cảnh của mình, trong thời điểm của mình, thì nó mới trở thành kiến thức của bạn. Còn nếu không thì tất cả những gì các bạn nhìn thấy, nghe thấy, được học, được chép, được lưu trong USB, máy tính gì đó tôi không biết, đều là vô dụng. Và các bạn phải suy nghĩ ngày hôm nay, những thứ mình đã học trong mười mấy, 20 năm vừa qua, nó là thứ vô dụng hay là nó là thứ hữu ích? Tổng hợp thông tin và sử dụng, ứng dụng được nó một cách sáng tạo vào trong công việc của mình.